Đây, mấy cháu về đến cửa rồi. Đến cửa nhà rồi, chúng nó nghe thấy tiếng đấy các bác ạ. Chờ một tí, mở cửa đã nào. Úi dồi ôi. Chờ một tí. Mở cửa đã. Làm gì mà cứ vội vàng thế. Gương. Gương không? Ôi, vẫn để điện à? Ôi, quên mất, không tắt điện này. Đi cả ngày không tắt điện này. Úi dồi. Hai đứa bé. Trời ơi, đi quên mất không tắt điện rồi. Để điện từ sáng trưng này đấy ạ. Để điện từ sáng trưng này. Trời ơi, quên rồi. Quên mất không tắt đèn rồi. Thế này. Ôi trời ơi, còn lôi cả kính của tôi ra này. Đứa nào đây? Về đây bác thấy không? Các bác thấy không? Nó phá kính của tôi rồi. Trời ơi, nó cắn rồi, cắn tan lát cái kính ra thế này rồi. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi, làm cái gì đây? Đây là làm cái gì đây? Phá cái bát gì của tôi đây? À, cái bột thính của tôi. Trời ơi, các bác ơi. Rồi, nó phá này các bác ơi. Mà chết rồi này. À, cắn cái kính của say sữa này á, mai say sữa sang đây say sữa xử lý đó, để đùa đâu. Chết rồi. Chết thôi. Đây, cắn cái kính của say sữa thế này ư. Chết toi rồi. Ôi dồi ôi, không bế đâu, đứa nào cắn cái kính của say sữa thế này, say sữa đánh đó. À đây, sữa đây à. Ôi dồi ôi, sữa đây. Ôi dồi ôi, sữa nhớ quá. Còn đây là vani. Vani lôi dép của mẹ ra nghịch thế này à. À, sữa đây. Còn đây là caramel và sô-cô-la các bác ơi. Các bác thấy cái màn đón tiếp của chúng nó thế nào đây? Nó đón tiếp mẹ cháu bằng cái nhà bè bẹt thế này đấy các bác ơi. Rồi. À sữa đây.